Ở phần này chúng ta sẽ thực hành về cái lệnh break và continue. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới. Chúng ta đặt tên nó là break and continue ở đây. Chúng ta tạo ra hàm main finish. Thì nó rất đơn giản là mình sẽ minh họa với các bạn một cái mảng int number chẳng hạn. Ví dụ như này, 1, 3, 5, 7, 11. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc, ví dụ như là cấu trúc vùng for đây. Nó sẽ duyệt các phần tử của cái mảng number này. Chúng ta kiểm tra if y bằng 3. Chúng ta gõ lệnh continue. Và chúng ta sẽ in ra giá trị của number của y. Và đây chúng ta cộng thêm một giá trị là y. Như này. Và chúng ta chạy cái này. Thì hôm nay các bạn sẽ thấy là nó in từ 0, 1, 2, 4, 5. Nó bỏ qua cái giá trị số 3 đi. Tức là nó sẽ không hiển thị ra giá trị 3 mà giá trị bằng bằng 7 nữa. Tức là y bằng 3 và giá trị của number 3 là bằng 7. Thì nó sẽ skip cái đấy đi. Có nghĩa là nó thực hiện từ đầu đến cuối. Và nó kiểm tra nếu y bằng 3 thì nó continue. Tức là nó sẽ thực hiện vòng lặp mới. Nó bỏ qua cái lệnh của 18 này. Nếu trường hợp mà chúng ta bỏ cái này đi chẳng hạn. Và các bạn chạy. Thì nó hiển thị ra từ đầu đến cuối là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tức là nó không bỏ qua bất cứ một cái nào cả. Thì bây giờ giả sử. Giả sử chúng ta thay bằng cái lệnh break ở đây chẳng hạn. Thì điều gì xảy ra lúc các bạn chạy? Thì lúc các bạn chạy thì nó gì gì hiển thị ra là 1, 3 và 5. Bởi vì là kiểm tra y bằng 3. Tức là đến giá trị 7 này thì nó gặp lệnh break. Thì nó sẽ thoát ra khỏi vùng lặp và nó bắt đầu thực hiện lệnh ở đây. Thì có nghĩa là nó skip 7, 9 và 11. Thì đấy là ý nghĩa của cách sử dụng continue và break ở trong vùng lặp. Nếu gặp lại lệnh continue, nó sẽ tục vòng lặp mới, bỏ qua những cái lệnh còn lại trong vòng lặp đấy. Còn nếu lệnh break thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp và dừng lại ngay lập tức.